Huế mưa tâm tạ. Dạ, Huế đang mưa rất là lớn mọi người. Dạ, em vui đang có mặt tại khu vực Vị Dạ. Chờ Vị Dạ. Lúc này là hơn 9 giờ sáng ngày 18 tháng 10. Trời mưa rất là lớn luôn. Dạ, ngày hôm nay là ngày mà lũ sẽ về trên các sông. Thì tình hình là hai cái đập thủy điện, đập Bình Điền và đập Hương Điền của hai con sông lớn, sông Bồ và sông Hương cũng đã được điều tiết xả lũ vào sáng hôm nay. Dạ. Và hiện trừ thì mưa rất là lớn mọi người thấy. Và nguy cơ lụt lớn là ngày nay rất là cao. Và dạ em đưa bà con đi để biết tình hình lúc này trắng lắm rồi. Đó, mưa như trút nước. Đây là cầu Cuồng Hến, cầu đi qua Cuồng Hến đó, cầu phủ lưu mực nước sông Hương phủ phê luôn, nhìn trời chưa. Đó, dòng nước lũ đang cuồng cuồng chạy về đó mọi người. Mưa thì không ngớt, liên tục luôn từ đêm đến sáng. Sáng nay, dạ, các tuyến đường của vào Cuồng Hến nên như hai bên cái ngõ Kiệt đấy thì nó ngập hết. Chà, ngập. Đó, nhìn từ dòng sóng Hương thì Cuồng Hến đấy mọi người, dễ sợ chứ, nước này mênh mông luôn. Đến sông thì bây giờ thuyền đò chứ cũng không có hoạt động nữa. Đó, nhìn con nước nó chảy rạc rồi, nó đang ùn ùn về đó, khu vực hà du mới. Bây giờ vùng hà lũ bắt đầu mới chống chọi vất vả lắm đây. Chào ơi là mưa. Ngọ Kiệt này, trời ơi lôi nước hết. Ba mày cái Ngọ Kiệt ở đây là hình như là ngập nước. Đập đá bây giờ thì cũng sấm sấp rồi. Đó, cái đường đi vô các cái hộ dân, rất đông hộ dân sống khu vực Cuồng Hến. Bây giờ nó lụt nè. Đó, ngày thường mà mưa không đã lụt rồi, bây giờ mưa lớn nè. Cầu Phủ Lưu ôi cha rạc lên bút tối lên bình này, nhìn cái mực nước sông Hương mà sờ luôn, gì sờ cái dòng sông nó rồng. Chào.
rồi hái được mưa lớn đợt đầu và đợt này. Đợt này thì lớn hết đó. Đợt này mới có 2-3 ngày thôi mà, vì cái lượng nước thì nó có sẵn đấy, do được mưa trước tại cả khô đập thì nó đã đầy đủ rồi, từ mưa xuống nữa nó chỉ có cắt xà thôi, thì lượng nước nhiều chừng nào thì ra ngoài chừng đó đó. Ghê xe quá. Tối hôm qua và đến sáng đi cũng mưa mười mấy tiếng đồng hồ rồi đó mọi người. Dạ. Đây em ra là tuyến đường Nguyễn Sinh Cung. Vì già. Mưa về trời chưa? Thường lên đập đá. Có thể từ hôm nay đập đá sẽ bị nhấn chìm. Bữa tới tấp luôn. Dạ. Wow, trời. Bữa như vậy này thì không lù ra được. Mấy ngày hôm nay rồi cả cái vùng thấp trũng nó đang cuồn lội nước. Và bây giờ tiếp tục nước ập về nữa. Đó, đập đá bây giờ lấm sấp rồi mà, sấm sấp rồi mọi người. Ghê chưa? Ù, chà. Bà con đã vật đồ lên rồi này. Dù sợ chưa? Ù, chà là mưa. Đó, nước mà tan về này. Đó, nước ngang đường đây, mặt ngang mặt đường đây. Đó, xong này ta cao cho nó tối bật cái rạc gỗ rêu về này. Trời ơi. Bên này sông Hương, bên kia sông Như Ý. Đó, nó ngang bằng với mặt đường rồi đó. Sáng nay ngang 8 giờ bắt đầu người ta tăng liều lượng tại đập Bình Điền. Thì khoảng 90 giờ nó ung về tiếp tục đó. Ung bật cùi hả? Dễ sợ chứ. Dòng sông Hương đập đá bây giờ đó. Lúc này là 9 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 10. Trời vẫn đang mưa. Mưa lớn. Lũ cũng đang ung về mọi người nha. Ông này rạc cho ông đi hả? Con tấp lại quá. Trời nhá. Động vật chuột nó chỉ chết á. Ông ở đây ông phải ra ông lại sao ông đầy rạc cho thôi nè. Về đây là chuột nó đang tấp nó nhiều lắm đó. Đây đi thì về vị vùng Hà Vũ. Ồ chà. Đó, mưa ngày càng lớn. Mưa thì không ngừng ngập đi luôn.
quanh khu vực bên cạnh đập đá thì cũng cao này. Đó, nước mà lên xăm xắp thì bà con có bực cặp đồ đi vào nhà rồi. Ừ, khu vực bến này, đường đi xuống bến là lúc hết đây. Dễ sợ chứ. Ô chà, đây đó, đây nhìn qua con hến á, nó mênh mông đây này, uống về này nào, rạc này. Đó, đập đá sông Hương. Dễ sợ chứ. Mưa đã còn gió nữa chứ. Gió rất là mạnh nè. Dễ sợ. Úi chà. Đó, kiểu này thì vùng hà lưu, hà dũ khổ lắm đó. Ngừng mưa thì lũ đỡ về chứ con mưa là con lũ. Dạ. Con ung về khổ lắm luôn đó. Ừ, trời. Dạ dạ. Đây có cái công trình như một cái nhà hàng lớn á. Có cái cầu đi qua này. Chà đập đá. Đó tình hình đập đá sông Hương ngay lúc này 9:30 sáng. Rất là lấm sắp qua đường tàng có đường rồi đó. Đó, những lúc mà có gió thì nước cũng đã tan quá rồi đấy, quăng tan có đường đây mọi người. Đó, hy vọng không mưa nữa, cho mưa nữa thì con lũ con về trên các sông lớn. Dạ dạ, em con tiếp tục gửi đến mọi người những hình ảnh về Huế, bà con biết thêm lũ lụt tại Huế ngay lúc này. Dạ, hy vọng mọi người xem thì cũng đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Yên Vui cập nhật về Huế nha. Dạ, còn bây giờ em xin kết thúc video, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. U cha thôi chứ. Good job, yeah.